Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bố trí nhanh các vật dụng. Các bạn nhấn phím A. Phím V kép tiến lại gần. Và xoay đi một góc. Chúng ta sẽ bố trí vật dụng ở đây. Các bạn chọn về phần Outdoor. Và tôi chọn phần vật dụng này. Tôi đã đánh dấu sẵn rồi. Tôi sẽ bấm vào đây. Bố trí một chiếc ghế ở đây. Tôi bấm chuột trái vào. Chúng ta xoay đi ngay. Tôi xoay khoảng 90 độ. Và chúng ta di chuyển. Đặt vào vị trí này. Ok. Các bạn nhấn Enter last. Copy qua đây một cái nữa. Và để tương đối sát. Vậy là được rồi. Bây giờ tôi xoay một chút. Nhấn phím S. Zoom ra ngoài. Tiếp tục. Chọn. Tôi chọn ghế này. Chúng ta đặt ở đây. Ok. Đương nhiên chúng ta sẽ thêm một chiếc dù nữa. Và đặt vị trí này. Nhấn phím D xoay qua đây để xem tương quan. Rồi, rất đẹp. Di chuyển chiếc dù này qua đây một chút. Tiếp theo chúng ta chọn. Chúng ta cùng nhau đánh dấu chủ quyền nào. Tôi bấm vào phần đèn. Đặt ở vị trí góc này. Và nhấn A. Nhìn qua. Còn chờ đợi gì nữa, chúng ta sẽ treo cờ Việt Nam thôi. Tôi chọn cờ và treo vị trí trên này. Chúng ta bấm chuột trái một lần. Sau đó chúng ta có thể dùng lệnh xoay để xoay đổi hướng. Rất đơn giản phải không các bạn? Tôi tiếp tục xoay. Hướng này có vẻ đẹp hơn. Tại sao chúng ta không bố trí thêm một chiếc ô tô nữa nhỉ? Tôi chọn về ô tô và bấm vào đây. Chuyển qua tab này. Chọn sẵn ô tô. Và tôi bố trí ở đây. Thật đơn giản phải không các bạn? Vậy là tôi đã có chiếc ô tô rồi. Màu còn hơi trầm. Tôi sẽ bấm vào Edit. Chọn màu ô tô và chỉnh sửa màu sắc tươi hơn. Chúng ta kéo lên trên này. Kéo thang màu này tươi lên. Vậy là ok. Tôi chọn lệnh di chuyển và kết thúc. Chúng ta sẽ nhấn phím S. Zoom xa ra. Phím D chuyển qua này. Tôi lựa một góc tương đối đẹp. Và kết thúc video tại đây.